Sài Gòn Vlog xin chào toàn thể quý anh chị, và đây là video thứ tư trên con đường quốc lộ 50 nha anh chị ơi. Cái đoạn này thì họ đã thi công xong đường cống thoát nước, đường ống, các công trình phụ rồi. Bây giờ thì họ đang tiến hành san lấp mặt bằng ở đây. Bây giờ mình cùng đi tiếp nha anh chị ơi. Đoạn đây thì em thấy là họ cũng thi công xong hai bên đường á, thì họ đã thi công xong đường ống thoát nước rồi. Con đường đã chặt rồi anh chị ạ, mà mọi người còn buôn bán và còn để xe ngoài đường nữa, thiệt sự là đoạn này quá nguy hiểm luôn. Tới mua hàng xong để xe phía dưới anh chị, người phía sau đi lách một phát là rất là nguy hiểm. Đoạn này là bà con họ mới trả mặt bằng này ha, này đập bay hết luôn. Cái đoạn này là ống nước thì cũng đi rồi, nhưng mà những căn nhà nào á họ chưa trả mặt bằng thì họ nó né ra. Đấy anh chị, những đoạn này là họ đi ống thoát nước hết rồi nè anh chị. Ống thoát nước rồi, ống thoát nước rồi, đường dây kỹ thuật đỏ đi hết rồi nè, đường ống kỹ thuật đỏ đi rồi. Bên cây xăng kia họ cũng đi rồi luôn, họ làm xong rồi. Đây họ làm xong rồi. Cái đoạn này hai bên đường công trình phụ họ làm xong rồi đó anh chị. Bây giờ họ ban cái mặt bằng ra, đổ đất lên và làm đường thôi. Cái đoạn này là chưa làm nè anh chị ơi. Cái đoạn này chưa làm nha. Không biết qua tới cổng chào này là mình tới đâu đây. À, Long An. Cái đoạn này tới Long An nè, khu phố Tăng Xuân. Khu phố Tăng Xuân anh chị ạ. Không biết dưới đây có làm không ta, có thi công gì không ta. Đường Phạm Tấn Mười nè. Bên kia là khu dân cư Kizuna, Kizuna 1. À, dưới đây thì không biết là họ có thi công gì không ha. Ok, mình chạy thêm một mạch nữa đi.
tới đây là tới Long An rồi anh chị ạ. Chà, ở đây có cái ruộng rau muống. Cái đoạn đường này chắc là họ cũng phải làm thôi, nhưng mà làm từ từ, làm lần lần từng đoạn một thì phải. Cái này là huyện Cần Giuộc, xã Tân Xuân, xã thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An. Mình đi sâu vô chút xíu đi, coi thử phía trong có gì mới không. Đoạn này không biết sau này có làm hay không, em nghĩ là chắc chắn sẽ có mở rộng thôi. Anh chị nào biết thì comment giúp với nha. Đây là thị trấn Cần Giuộc, thị trấn Cần Giuộc nè. Đi vào trung tâm thị trấn thì khoảng 3 km nữa. Còn rộng quá, còn nhiều quá anh chị nè. Chỉ một ít chở nhà phía trước thôi, còn lại xung quanh thì đất còn nhiều lắm. Đây là ngã ba của con đường nào đây? Đây là cây xăng Petrolimex. Đường 11. Bên kia là đường 11, ngã ba Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ngã ba Tân Kim. Trước mặt mình là một cái vòng xoay anh chị ạ. Thì em đi vào tới đây rồi, sẵn em đi thêm một vài km nữa đi. Tới đây là đi đâu vậy ta? Tới đây là một cái vòng xoay. Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng. Cả
cảng quốc tế Long An đi hướng này. Trong đây là tổng khu công nghiệp Tăng Kim mở rộng, khu tái định cư Tăng Phước. Và phía trong này anh chị, khu tái định cư Tăng Phước. Ở đây là, ở dưới là con đường tên gì ta? Ủa coi như là hết rồi ha. Tới đây là coi như là hết rồi. À, quốc lộ 50. Tới đây vẫn là cái tên quốc lộ 50 nè anh chị. À, sẵn pin đây thì em đi hết luôn. Em đi hết cái hết cái cục pin này còn 20 phút. Để xem thì khúc phía dưới này có gì mới không nha. Đây là hình ảnh quốc lộ 50 đi qua tỉnh Long An, huyện Cần Giuộc. À, hai bên hai xã khác nhau. Ồ, như vậy là hết rồi đó anh chị ơi, hết rồi. Vào tới đây là vào tới trung tâm huyện Cần Giuộc rồi. Trung tâm huyện Cần Giuộc rồi. Thôi mình chạy tới khi nào mà pin nó kêu tít 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 là mình sẽ dừng lại. Và chúng ta sẽ, em sẽ ra đi về, đi về thực hiện một video từ đây chạy về tới đường Nguyễn Văn Linh. Dưới đây cũng tòa nhà cấp 4 anh chị ha. Lâu lâu mới có căn nhà Thái. Lâu lâu mới có căn nhà hộp. Lâu lâu mới có căn nhà cấp 1, cấp 2. Đây là vô trung tâm rồi. Cầu Cần Giuộc. À, cái cầu nhìn khá là lạ nè anh chị. Thế còn nhìn thấy rất là lạ so với các cái cầu khác ở trong Sài Gòn. Buổi tối chắc nhìn nó đẹp nè. Tối là người ta mở điện lên chắc nhìn nó cũng đẹp đây. Đây là đâu đây? Đây là thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đây là vẫn là quốc lộ 50 nè anh chị nè.
quốc lộ 50 nha. Bên kia là ngân hàng Vietcombank, ở đây có một cái tượng đài mô hình tượng đài anh chị. Chà, vào tới đây là vào tới trung tâm rồi nè anh chị. Ở đây là tòa nhà cấp 1. Mình đứng đây chút xíu đi. Chà, có cái dãy nhà này đi. Tiệm vàng nè, ngân hàng Vietinbank nè, OCB nè, BIDV nè, MB Bank nè, Thế Giới Di Động nè, Vietcombank nè, Besolimed nè. Cái này là trung tâm tài chính của huyện rồi. Không biết họ sửa sang gì họ đập ra dưới ta. Đây là ngân hàng Agribank nè anh chị. Họ đã tiến hành sửa chữa gì nè. Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank là 4 ngân hàng có 4 nhà nước ha. Ở đây là công viên Nguyễn Thị Bảy. Chốc nữa em sẽ ghé vào đây em tìm một cái món nào mà nó đặc sản của huyện Cần Giuộc này em ăn thử coi. Về đây nó thấy như cái huyện Hóc Môn, cuộc sống người dân nó từ từ, nó nhẹ nhàng, nó yên tĩnh. Ngân hàng Nam Á Bank. Rồi, tới đây là mình tạm ngừng. Tới đây là xa quá rồi anh chị ơi. Tới đây là trung tâm rồi, quốc lộ 50 nè. Quốc lộ 50 tới đây còn đi xa vô trong nữa thì phải. Thôi mình tới đây mình đi ra lại anh chị ơi. Rồi. Coi như là em đi từ Nguyễn Văn Linh về tới đây rồi đó. Bây giờ thì em sẽ chạy ra cái bên ngoài, em sẽ đi một video
từ cái đoạn đang thi công chạy về hướng bên kia, hướng Nguyễn Văn Linh,